Hôm nay, ngày 8 tháng 7, thí sinh trên cả nước bước vào ngày thi thứ hai, cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Buổi sáng, các thí sinh thi bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội, thời gian làm bài 150 phút. Với bài thi khoa học tự nhiên, thí sinh các môn thành phần là vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Đối với thí sinh hệ giáo dục phổ thông, và môn lịch sử địa lý đối với thí sinh hệ giáo dục thường xuyên. Thời gian làm bài của từng môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là 50 phút. Theo nhận xét của các thí sinh, đề thi tổ hợp khoa học xã hội năm nay khá dễ so với đề thi năm ngoái. Em thấy môn năm nay thì được môn địa là môn giáo dục công dân thì được khá dễ. Em thấy đề năm nay dễ hơn so với năm trước. Là vẫn em thấy cũng bình thường và vừa sức. Và nếu như mà nắm rõ cái kiến thức cơ bản thì em thấy là vẫn được 8 điểm như bình thường. Thường thường là mất 50 phút nhưng mà bây giờ em chỉ mất tầm 35 phút là xong rồi. Nhiều thí sinh cho rằng đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên khá tương đồng với đề thi các năm về cấu trúc đề, độ phân hóa cũng tương đối cao. Dạ, em cảm thấy là đề lý với đề hóa nó dễ hơn mọi năm. Em nghĩ em được khoảng 8 điểm hơn. Em thấy đề nó bộ như năm ngoái với lại mỗi môn em mất cỡ 35 phút để làm. Nghĩa là môn lý. Tự tin mất 8 điểm trở lên. Theo cập nhật từ Sở Giáo dục và Đào tạo, ở bài thi khoa học tự nhiên có 32 thí sinh vắng thi môn vật lý, 33 thí sinh vắng thi môn hóa học, 23 thí sinh vắng thi môn sinh học. Ở bài thi khoa học xã hội có 82 thí sinh vắng môn lịch sử, 83 thí sinh vắng môn địa lý, 62 thí sinh vắng môn giáo dục công dân. Công tác coi thi diễn ra an toàn nghiêm túc, không có cán bộ coi thi và thí sinh vi phạm quy chế thi, không xảy ra sự cố về đề thi. Chiều nay các thí sinh tiếp tục thi môn cuối cùng, môn ngoại ngữ.